Đại biểu Quốc hội thực sự đau buồn trước nạn dịch, cán bộ sợ trách nhiệm. Thưa quý vị xem đài, ông Nguyễn Anh Chí nhìn nhận, nhân dân thấy rõ điều đó. Có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ công chức viên chức trong thời gian qua, thực sự đau và thực sự buồn. Phát biểu tại phiên thảo luận mới đây, ngày 25 tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến tình trạng sợ trách nhiệm của cán bộ trong thời gian vừa qua. Đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội bày tỏ lo ngại trước tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ. Theo đại biểu đoàn Hà Nội, điều này đã trở thành một loại dịch lan rất nhanh trong đội ngũ người thực thi công vụ ở mọi cấp, mọi ngành từ suốt năm 2022 đến hết năm 2023. Nhân dân thấy rõ điều đó, có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ công chức viên chức trong thời gian vừa qua, thực sự đau và thực sự buồn. Để ngăn chặn nạn dịch này, đại biểu Nguyễn Anh Chí mong muốn các cấp cần coi đây là tình trạng tiêu cực, cần chỉ ra và thực thi kỷ luật những ai né tránh, sợ trách nhiệm. Bên cạnh đó cũng cần biểu dương, khen thưởng kịp thời những ai có tinh thần bảy dám, đặc biệt là cán bộ, công chức viên chức nào dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng mối quan tâm, đại biểu Trần Quốc Tuấn đoàn Trà Vinh cho rằng, trong số các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại mà báo cáo giám sát đưa ra, trong đó có tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong việc thực thi công vụ. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, văn bản hướng dẫn cụ thể một số chính sách có quy định chưa rõ và chưa thống nhất. Theo tôi, đây là hai nguyên nhân chính, là rào cản lớn nhất hiện nay, dẫn đến tình trạng trì trệ, giảm hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết số 43 nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Đại biểu đoàn Trà Vinh cũng lo ngại khi hai nguyên nhân này thường xuyên xuất hiện trong hầu hết các báo cáo trình tại kỳ họp này của Quốc hội. Thực trạng này rất đáng quan tâm và cần phải có giải pháp căn cơ để khắc phục, không thể kéo dài, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế của đất nước. Theo đó, đại biểu đoàn Trà Vinh đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm khắc phục hiệu quả các nội dung tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo giám sát, trong đó tập trung tháo gỡ điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho 27 địa phương, bộ ngành với 70 kiến nghị được tổng hợp tại phụ lục số 5 ban hành theo báo cáo giám sát. Ngoài ra, đại biểu Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu có giải pháp tổng thể hơn, toàn diện hơn để hỗ trợ phát triển hệ thống doanh nghiệp đang kiệt sức. Trong đó, Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn các luật mới được Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất như là Luật Đất đai sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi và Luật Giá sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Điều này để tạo cơ sở hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay, đại biểu Trần Quốc Tuấn nói. Theo đại biểu đoàn Trà Vinh, khi hệ thống văn bản pháp lý hoàn chỉnh sẽ khắc phục được tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Từ vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong, tử huyệt khiến nguy cơ cháy nổ trực chờ. Quý vị thân mến, vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội khiến cho 14 người tử vong tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo các vụ cháy liên quan đến nhà trọ, chung cư mini không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Khó phát hiện nguy cơ cháy nổ nếu như không có chuyên môn. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ phố Trung Kính rạng sáng ngày 24 tháng 5 đã làm 14 người tử vong và 3 người bị thương. Ngôi nhà xảy ra vụ cháy nằm trong ngõ sâu khu dân cư đông đúc, rộng khoảng 150m² trên tổng diện tích đất xây dựng là 205m², gồm một ngôi nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng, đối diện là một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước, ở giữa là khu vực sân chung khoảng 55m². Khu vực sân trống là nơi để xe máy, xe đạp điện, ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy, bố trí tại sân và hành lang các tầng. Gia đình chủ nhà có 7 thành viên và có 17 người đăng ký thuê để ở và tổng số là 12 phòng, có 10 phòng cho thuê và 2 phòng là chủ nhà ở. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thịnh, cựu trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng 1, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cho rằng đây là vấn đề mà Hà Nội gặp phải thời gian qua vẫn chưa khắc phục được. Đó là việc xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến nhà trọ, chung cư mini do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Cách đây khoảng 9 tháng, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, làm 56 người thiệt mạng. Đó đều là những vụ cháy rất thương tâm. Và trên thực tế, Hà Nội đã tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở, nhà ở, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn thành phố. Nhưng ở một số công trình người dân thực hiện còn mang tính hình thức và đối phó. Ông Thịnh cho rằng, cảnh báo về phòng cháy chữa cháy cần triển khai tới mọi nhà, mọi người dân, chứ không chỉ nhà trọ hay là chung cư mini. Dù nguyên nhân vụ cháy nhà trọ rạng sáng nay đang được điều tra và làm rõ, nhưng từ góc nhìn chuyên gia, ông Thịnh cảnh báo,
không chỉ về lối thoát hiểm là vấn đề cần quan tâm, mà hệ thống điện trong nhà ở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều vụ cháy xảy ra. Việc chuyển đổi từ bếp ga sang sử dụng bếp điện khá phổ biến hiện nay, theo ông Thịnh cũng là nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ cao, nhưng nhiều gia đình lại chưa quan tâm để ý. Tại nhiều công trình nhà ở được xây dựng từ lâu, điện trong nhà là điện chiếu sáng sử dụng dây điện đường kính nhỏ từ 2 đến 2,5mm, trong khi từ điều hòa, bình nóng lạnh, hệ thống bếp điện, tủ lạnh, thang máy là điện động lực, dây điện đường kính phải từ 4mm. Người dân có thể không để ý vấn đề này, chỉ nghĩ đơn giản, cắm úp vào ổ điện là có điện là được, dẫn đến quá tải về đường dây, gây ra cháy về điện rất nguy hiểm. Đây là nguy cơ hiện hữu khi người có chuyên môn kiểm tra mới thấy được các vấn đề không đảm bảo an toàn cháy nổ ngay từ đường điện để có phương án điều chỉnh phù hợp. Chuyên gia khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho chính mình nên thuê người có chuyên môn đến để kiểm tra, đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn. Không phải là ai cũng am hiểu về chuyên môn nên không thể nhìn ra được. Đóng cửa nếu vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy. Sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ làm 56 người tử vong vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, Hà Nội đã tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở, nhà ở, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, qua rà soát thống kê, tính đến tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố có 2.980 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, được đưa vào hoạt động trước khi luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Năm 2023, thành phố mới có 66 trên 2.980 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy, đạt 7,3% chỉ tiêu được giao là hoàn thành ít nhất 30%. Luật sư Nguyễn Hữu Toại, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Hừng Đông đặt vấn đề, khi thực hiện tổng kiểm tra, rà soát và phát hiện ra các vấn đề tại các công trình như vậy, Hà Nội đã thực hiện các biện pháp ra sao khi hỏa hoạn tiếp tục xảy ra, gây hậu quả thương tâm khiến cho 14 người thiệt mạng. Khi hậu quả xảy ra mới quay lại câu chuyện trách nhiệm, quản lý, nhưng phải thấy rằng đây là vấn đề mang tính nguy cơ thường trực. Vấn đề đặt ra ở đây là cần quyết liệt trong vấn đề thực thi. Đã kiểm tra, đã phát hiện vấn đề không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, thì giải pháp đưa ra như thế nào? Phạt cho tồn tại hay là yêu cầu đóng cửa phải gắn với việc thực thi phải quyết liệt? Ông cho rằng Hà Nội cần đưa ra mốc thời gian cụ thể đối với các công trình. Nếu như không khắc phục được thì yêu cầu đóng cửa, không thể để cho thuê, cho tồn tại khi vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng cháy chữa cháy. Một lần nữa, câu chuyện về trách nhiệm quản lý của các đơn vị, cán bộ địa phương, cấp chính quyền cần nêu rõ và xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, ông Lê Văn Thịnh cho rằng về quản lý nhà ở hiện nay, cần trả lời cụ thể các câu hỏi, chủ nhà xây có thiết kế không? Nếu như chủ nhà có thuê thiết kế thì thiết kế có tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy hay không? Việc thi công có theo đúng thiết kế không? Khai thác vận hành sử dụng có tuân thủ theo thiết kế không? Tất cả đều có quy định, quy trình rất rõ ràng. Trả lời từng câu hỏi sẽ sáng tỏ nhiều vấn đề, trong đó có trách nhiệm của các cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy, cho thuê phòng trọ, nhà trọ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.